Thân mến chào các em. Tuần trước chúng ta đã học ở chương 2 về biến ngẫu nhiên, và thầy cũng đã cho những cái thí dụ về đặc trưng số của biến ngẫu nhiên. Tuần này chúng ta sẽ cho những ví dụ nữa, nhưng đặc trưng số của các biến ngẫu nhiên rời rạc. Trong phần này, công cụ tính toán các em phải chuẩn bị là máy tính bỏ túi dạng VN570MS hoặc là Casio 570MS. Ngoài ra, trong bài này thầy sẽ nhấn mạnh về một công cụ mà rất phổ thông, đó là công cụ Excel để minh họa những cái thí dụ của chúng ta. Bây giờ, để khỏi mất thời giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Hôm trước thầy cũng đã gợi ý về cái ví dụ 4 như ở trên màn hình đây, và thầy đã nói các em về nhà suy nghĩ. Đây là một ví dụ mang tính trò chơi, mang tính trò chơi. Thì sau ví dụ này, thầy hy vọng các em sẽ đặt ra những cái trò chơi thú vị, nhưng chỉ ở trong phạm vi trò chơi thôi, không nên trò chơi rồi cá độ ăn tiền, chuyện đó là thầy không muốn nhé. Bây giờ các em và thầy cùng nhìn lên màn hình về thí dụ 4 này. Đây, anh A chơi trò chơi như sau: tung hai con xúc xắc lên, gọi x là biến ngẫu nhiên tổng của hai mặt xúc xắc. A lập bản phân phối xác suất, tìm kỳ vọng phương sai của bản phân phối xác suất. Câu B, bây giờ có một cái quy luật chơi, một trò chơi như sau: nếu A tung lên mà cái biến ngẫu nhiên tổng hai mặt á mà nhỏ hơn 4 hoặc bằng 4 thì A mất 5 đồng. Nếu tung lên mà cái biến ngẫu nhiên x lớn hơn bằng 9 thì A mất 6 đồng. Còn lại hai trường hợp này thì A được 8 đồng. Hỏi A có lợi trong trò chơi này không? Đấy. Thì hy vọng là các em đã suy nghĩ bài này. Bây giờ chúng ta cùng giải nào. Đầu tiên, tại vì thầy cho đây là câu A để mình ôn tập lại một tí, và tìm kỳ vọng và phương sai. Cái ví dụ này thầy cũng đã đề cập trước đây một vài bài, đúng không? Là tổng hai mặt của một con xúc xắc thì các em biết là gì? Nó từ số 2 cho đến tối đa là 12, đúng không? Và cái bảng phân phối xác suất này là trước đây mình cũng đã biết. Đấy. Tức là nếu mà xuất ở hiện ở mặt 2 thì xác suất của ta là 1/36, vân vân. Đến 12 ở bên cực phải thì cũng là 1/36. Đấy, rồi nó đối xứng vào bên trong thì cái 7 chính là cái xác suất cao nhất đây, xác suất cao nhất. Nếu mà ở đây á, nếu mà chỉ dừng lại ở cái bảng phân phối xác suất này, thầy hỏi các em ngay là median của cái biến x này là bằng bao nhiêu thì các em trả lời như thế nào? Median là gì các em? Chia tương đối xác suất hai bên từ cái điểm mốc mà ta gọi là median, chia hai bên trái và phải là hai cái diện tích hoặc là hai cái xác suất tổng hay xác suất là tương đối bằng nhau nhá. Nhưng mà ở đây nó tuyệt đối bằng nhau luôn các em ạ. Đó là số mấy nhỉ? Vậy median ở đây là số mấy? Số 7, đúng không? Tại vì các em thấy là đây là nó đối xứng, một cái phân phối xác suất hoàn toàn đối xứng. Cho nên tất tần tật những cái nào mà có tính chất đối xứng thì điểm giữa chính là median. Nên các em nhớ luôn cái điểm này. Nếu mà các em thấy đối xứng thì median của nó là chính là cái điểm giữa. Đấy, tức là điểm trung vị đó, điểm trung vị. Rồi ở ngay đây mình cũng có thể ngay thấy ngay cái mốt của nó là cái gì các em? Mốt là gì nào? Mốt là gì? Ôn lại một tí nhá. Mốt là xác suất lớn nhất, tin chắc nhất. Rồi
Vậy đây mình cũng thấy ngay là số 7 luôn, 6,36, như vậy là lớn nhất so với tất cả các xác suất ở đây. Như vậy đây chính mốt của nó cũng là số 7, median của nó cũng là số 7 đấy, hay đặc trưng. Rồi ta sẽ thấy một cái điều nữa là kỳ vọng của cái biến này cũng là tại số 7. Bây giờ ta có thể tính cái bảng phân phối xác suất theo hai kiểu, một kiểu là bấm máy tính như như các em đã biết đúng không, thầy đã giới thiệu một lần, thì có thể một vài ví dụ sau thầy lại ôn lại. Còn ở đây thầy muốn dùng một công cụ như hồi nãy thầy đã giới thiệu, đó là Excel. Và cái bảng Excel nó thể hiện như vậy đây. Đây là x, y từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 số các em ạ. Và cái giá trị PI là xác suất của nó ở cột thứ hai đây. Đây là cái gì đây các em? Giá trị nhân với xác suất. Cột giá trị nhân xác suất tức là 2 nhân với cái này. 2 nhân với xác suất tương ứng thì ra là cái số ở đây. Số ở cột thứ ba này. Và thì cộng lại tất tần tật, cộng lại cả cái cột thứ ba này nè, thì nó bằng 7. Đó chính là cái gì đó em? Giá trị nhân xác suất chính là gì? Cộng tất tần tật giá trị nhân xác suất thì ra là cái gì nào? Ra là kỳ vọng, đúng không? Vậy là kỳ vọng của ta sẽ bằng số 7. Còn ở bên cột thứ hai thì cộng lại, thì đây chính là biểu hiện của cái gì đây các em? Xác suất hệ đầy đủ đấy, tức là cộng tất tần tật xác suất có được, có thể hết, tức là vét cạn tất cả các xác suất thì xác suất của nó phải bằng 1. Đấy. Còn cột thứ tư là thầy dùng cái công thức gì đây các em? Công thức gì đây? Variance của nó, tức là va của x hay là phương sai của x sẽ bằng cộng tất tần tật giá trị. Giá trị đây các em phải nhớ là xy trừ x gạch là trung bình đấy các em, hay là kỳ vọng đấy, bình phương, đó là giá trị đấy, nhân với xác suất tương ứng cộng tất tần tật lại thì sẽ ra là variance, hay còn gọi là phương sai đấy. Thì cái cột này thầy lấy giá trị nè, giá trị đây nè đấy, thầy xoay cái con chuột đây nhá, nhân với xác suất tương ứng đây thì ra là cái cột thứ tư, và thầy cộng lại cái cột vàng ở dưới này là thầy cộng lại. Thì ở đây sau khi ta làm ra thì ta sẽ thấy là kỳ vọng của chúng bằng 7, kỳ vọng của cái x này bằng 7. Như vậy là median cũng là 7, mốt cũng là 7 và kỳ vọng cũng là 7. Kỳ vọng cũng là 7. Cho nên ở những cái giá trị mà nó gọi là nó tập trung như vậy đó. Nào là mốt, median, kỳ vọng, thì thường là những cái biểu đồ về xác suất nó đối xứng. Thì ta sẽ thấy là cái tính chất này nó sẽ mang tính hệ thống từ bài này cho đến những cái bài sau nữa, thì sẽ nói về cái tính chất này liên tục, thì để các em sẽ thấy là tính chất này nó rất quan trọng, nó thể hiện một cái hình chuông đúng không, và đó chính là biểu hiện của cái xác suất thống kê môn ta đang học đấy. Vâng, như vậy các em nhá, các em sẽ thấy là cái bảng tính này đó, cái bảng tính mà bằng Excel này nè, thì thầy nghĩ là các em sẽ thực tập ở nhà, vì nếu mà làm trên màn hình bằng Excel đó thì cái bảng Excel nó sẽ mờ, và như vậy là thể hiện các em sẽ không thấy. Thầy nghĩ cái phần mà gài công thức này cũng đơn giản, tại vì Excel là cái phần mà thầy nghĩ là các em cũng đã học ở cái phần tin học cơ bản, đó là cái phần mà Microsoft Excel đấy. Thì các em sẽ gài công thức để các em đạt được những cái kết quả như thầy display ở trên màn hình đây. Như vậy là ta thấy một lần nữa nhá, là ở đây là cái bảng phân phối xác suất đối xứng nè, mode nè là ngay giữa nè, median ngay giữa nè, kỳ vọng cũng ở ngay giữa là số 7 đây. Đấy. Em sẽ thấy đây là cái mốt mà đặc trưng.
một cái model đặc trưng về cái bảng phân phối sản xuất là đối xứng. Sau này chúng ta sẽ gặp những cái biến ngẫu nhiên và dạng liên tục cũng đối xứng mà nó cũng mang cái tính chất như vậy. Rồi nào, bây giờ như vậy thì hy vọng là cái phần mà tính kỳ vọng và phương sai mấy em đã nắm vững. Thì đây thầy display trên Excel, còn mấy em ở nhà thì nghĩ là rút máy tính ra các em bấm cũng được. Nhưng riêng phần Excel là phần thầy đã nói lại là phần cực kỳ mạnh, có thể minh họa rất nhiều những cái thí nghiệm về sản xuất thống kê. Đấy, thì thầy hy vọng mấy em sẽ làm cái phần Excel để các em thấy được những cái kết quả mà trong lớp mình đã học nha. Bây giờ thì chuyển sang cái câu hỏi có tính chất trò chơi là như vậy. Thầy gọi Y là giá trị tiền thua hay thắng nhá, giá trị bằng tiền thua hay thắng của một ván chơi, và cái đó chính là một biến ngẫu nhiên thôi, phải không các em? X là cái tổng số mặt nhá, còn Y là giá trị tiền thua hay thắng do cái đề bài ở trước đấy. Thì ta có lập một cái bảng phân phối sản xuất như ở dưới này đây. Tại sao ta có bảng này các em? Tức là mình có nè, trừ 5 đồng là mình mất 5 đồng nè, trừ 6 đồng là mình mất 6 đồng nè, được cộng 8 đồng có nghĩa là mình được 8 đồng. Thì tại sao thầy ra được cái bảng xác suất này? Trừ 5 đồng thì tương ứng với 6/36, trừ 6 đồng tương ứng với 10/36, và cộng 8 đồng thì tương ứng với 20/36. Và tính ra thì các em thấy đây nó cũng là xác suất toàn phần, phải không? Hệ đầy đủ toàn phần, 6 cộng 10 cộng 20 36, như vậy là cộng lại bằng 1. Thì cái này phải dựa vào cái gì đây các em? Dựa vào ngay cái đề bài người ta cho đấy. Đề bài người ta cho như sau. Đúng không? Nếu mà cái giá trị x á mà nhỏ hơn bằng 4 á, thì nhỏ hơn bằng 4 ở đây ta chỉ có mấy phần đây? Có mấy cái nhỏ hơn bằng 4 nè. 1, như vậy ta có 1 cộng 2 cộng 3 đây nè, nhỏ hơn bằng 4 ở phần này đây các em. Rồi ta cộng tương ứng 3 cái sản xuất này vào thì ta có 6/36, đúng không? Còn các giá trị mà cái tổng x của nó lớn hơn hoặc bằng nhỏ hơn hoặc bằng 9 á, nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì ta có 9 thì nó có 4 ô này thôi, đúng không các em? 9, 10, 11, 12 ta cộng lại cái này, 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 đây, vậy là 10/36. Còn lại là cái những cái số ở giữa các em ạ, 4 và 9 là ta bỏ, loại 4 đi, loại 9 luôn, như vậy còn lại là 5, 6, 7, 8 thôi. 5, 6, 7, 8, thấy không? Đúng không nào? 5, 6, 7, 8 tương ứng với 4, 5, 6, 5 đấy, phần 36, và như vậy là 20/36, đúng không? Và như vậy thì cái bảng như hồi nãy là hợp lý rồi, đúng không? Như vậy là ta muốn tính cái giá trị trung bình một bàn chơi ta mất hoặc là ta được bao nhiêu đồng. Đồng ở đây là đơn vị thôi nhé, có thể đồng là đô la, đồng là đồng yen, đồng euro, đồng Việt Nam, đó là tùy. Ở đây thầy chỉ nói về đồng là đơn vị thôi. Rồi, như vậy kỳ vọng của nó, kỳ vọng chính là cái giá trị trung bình mà một bàn ta chơi ta sẽ được hoặc là mất bao nhiêu đồng đấy, đúng không? Vậy là kỳ vọng, ta phải tính kỳ vọng thôi. Vậy kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên Y này chính là giá trị nhân xác suất, và nó có 3 cái giá trị, đó là trừ 5, cộng 8 và trừ 6. Và giá trị tương ứng xác suất của nó là 6/36, 20/36 và 10/36. Và như vậy sau khi ta nhân và ta cộng, ta thấy là 70/36, hay tính ra là bằng 1 đồng 95. Có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là gì? Vậy trung bình mà nói, về lâu về dài mà nói, ta chơi một ván
thì anh A này được lời là 1 đồng 95. Vậy A có lợi trong trò chơi này. Đấy. Thì đây là một cái trò chơi mà A có thể đặt ra để A luôn luôn có lợi trong trò chơi này. Nhưng không phải các em về các em bắt đầu các em chơi trò chơi như vậy, có thể là 10 ván đầu các em thua xiển liển luôn, các em phải thua thật sự. Nhưng kỳ vọng mà nói, về lâu về dài mà nói, thì em luôn luôn thắng. Em phải hiểu đây là kỳ vọng, và cái tính chất kỳ vọng ở đây như thầy đã nói là expectation, tức là cái sự mong đợi, sự mong đợi về lâu về dài là anh A này luôn luôn thắng. Và một bàn anh A kiếm được trung bình mà nói là 1 đồng 95 trong trò chơi này. Đấy, như hồi nãy thầy đã nói nhá, các em có thể về chơi mấy ván đầu các em có thể thua, rồi các em nói lên ồ, ông thầy Vinh trên đài ông ấy nói là luôn luôn thắng mà chơi 10 ván đầu vẫn thấy thua. Nhưng không phải như thế đâu các em. Các em cứ việc chơi, và tất nhiên là ta giả sử là cái bàn chơi này là cái bàn chơi có khả năng là khá lâu, và như vậy khá lâu là luôn luôn mấy em cầm chắc trong tay là các em có lời. Và trò chơi ý nghĩa của nó là như vậy đó các em ạ. Tức là cái tính chất kỳ vọng ta sẽ thấy ở ngay cái thể hiện chữ trò chơi, còn cái tính chất min, tức là cái tính chất trung bình, thì các em lại thấy ở những cái, như cái bài này min của nó là 7, mốt của nó cũng 7, median của nó cũng là 7. Nhưng mà cái trò chơi mà kỳ vọng, cái giá trị expectation mà chúng ta thường nói là cái nghĩa expectation, nó chưa thể hiện đúng cái giá trị trung bình. Nhưng mà ngay trong trò chơi này thì ta sẽ gặp được cái expectation, cái từ đó là đúng với cái từ mà tiếng Anh người ta đã diễn tả. Bây giờ ta sang đến thí dụ khác nha. Ví dụ này thầy cũng rất tiếc là minh họa bằng Excel cũng rất là khó trên màn hình. Thì thầy nghĩ cái ví dụ này các em cũng có thể thể hiện bằng Excel ở nhà. Vì Excel thể hiện trên cái màn hình thì cái thứ nhất nó bị mờ. Mấy em cũng khó thấy. Đấy thì thầy hy vọng là các em sẽ thể hiện cái bài này. Bài này là gì đây các em? Ví dụ nè, x là biến ngẫu nhiên điểm của môn xác suất thống kê của một lớp nào đó. Lớp này 100 sinh viên các em ạ. Điều tra 100 sinh viên. Điểm số là x. X có thể là từ 0 điểm, 1 điểm, 2 điểm vân vân cho đến 10 điểm là tối đa. Hệ số điểm 10 các em ạ. Số sinh viên đạt, số sinh viên đạt các điểm. Không có sinh viên nào đạt điểm 0, có 2 sinh viên đạt điểm 1, có 4 sinh viên đạt điểm 2 vân vân. Và có 12 sinh viên đạt 9 và 5 sinh viên đạt 10 điểm đó. Và bây giờ ta có thể dùng Excel tìm tất cả các số đặc trưng của x. Thì thầy hy vọng cái phần này các em làm tự ở nhà nhé. Và ta có thể dùng cái máy bỏ túi VN570MS chẳng hạn, hay Keizo 570MS, để các em tính như là các phần trước thầy đã hướng dẫn. Vậy các em sẽ vào bao nhiêu ô đây các em? 1, 2, 3, 4. Đây là đến 10, nhưng mà thực ra là 11 ô đó các em ạ. Nhưng cái ô nào mà tần số của nó bằng 0 thì ta khỏi cần vào, đúng không? Như vậy ta chỉ cần vào 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 10 ô thôi. Bắt đầu từ ô số 1 này nè. Tại ô này là 00 hết rồi. Nhân chia nhân với những số 0 cộng số 0 thì nó vẫn vậy. Cho nên nó không hề ảnh hưởng gì đến cái vấn đề ta tìm các đặc trưng số trong cái biến ngẫu nhiên này. Như vậy ta chỉ cần vào 10 ô thôi. Ô 1, ô 2. 1.2 nha các em. M cộng 1.2, 2.4 M cộng vân vân cho đến 10.5 M cộng. Các em vào 5
5 nhân 2 này là 10, 10 ô dữ liệu thì các em bấm nào. Các em bấm cái gì nào? Các em bấm cái gì các em sẽ được là trung bình các em. Shift S. S gì? Shift S và zoom ở trong cái máy tính vào túi đó, các em sẽ được là trung bình của cái này là 6.5. Có nghĩa là lớp này là gì các em? Điểm trung bình của lớp này là 6.4 điểm, 6.4 điểm nhá, 6.4. Và phương sai là 4.7. 4.7 tức là cái độ lệch nó hơi bị nhiều đấy, đúng không? 4.7 tức là lệch, cái độ lệch ở điểm này là 4.7. Ta lấy căn cái này lên thì ta sẽ được là cái gì? Độ lệch tiêu chuẩn, lấy căn bậc 2 của 4.7 ta được độ lệch tiêu chuẩn. Rồi. Ở đây các em nhìn vào, các em ở đây này, các em nhìn vào thì đây ta sẽ có mốt của x này là 7. Mốt tại sao bằng 7? Tại vì tần số nó xảy ra nhiều, đúng không? Như vậy là xác suất ở đây chính là bằng 21/100, tức là 21% nhiều nhất là mốt bằng 7. Median cũng bằng 7 luôn các em ạ. Median bằng 7. Median của những cái biến cũng nhìn rời rạc này nè, thì thầy nghĩ là các em sẽ tìm được bằng Excel. Tuy diễn tả bằng Excel nó hơi khó, thầy cố gắng sẽ tìm mọi cách để mà biểu hiện cái thí dụ này và những cái thí dụ sau. Vì các em làm bằng tay thì các em khó thấy là cái median, các em làm bằng Excel các em thấy ngay. Tức là cộng dồn lại, cộng dồn xác suất lại thì đến đây là nó số 7 chính là nó vượt qua cái đến qua số 7 thì nó vượt qua 1/2, có nghĩa là nó vượt qua cái giá trị một nửa của một nửa đấy, một nửa đấy, đúng không? Cái điểm mốc mà chia bên trái và bên phải thành là hai cái xác suất tương đối bằng nhau đấy, thì cái ta cộng dồn xác suất lại thì ta đến số 21 này, là số 7 này, thì cái xác suất sẽ là vượt qua 1/2, và như vậy chính số 7 chính là median của nó. Với ví dụ này thì hy vọng các em về nhà thiền bằng Excel nhá, cộng dồn xác suất lại để biết cái median. Cái median của cái thí dụ này là khó, các em phải biết cách cộng dồn nhá, biết cách cộng dồn một tí. Rồi, và thầy thể hiện bằng Excel và bằng các máy tính thì thầy ra được như vậy. Cái bảng x, cái cột đầu đây là cái cột giá trị x đây, đây là cột tần số các em ạ, số sinh viên, tần số tổng cộng là 100 sinh viên đấy các em đấy. P cột thứ ba chính là xác suất, probability đây, giá trị nhân xác suất đây, giá trị nhân xác suất tương ứng giá trị xác suất chứ. Còn cái này với là giá trị nhân xác suất đây, này là xác suất tương ứng. Xác suất tương ứng thì 13%, 21% các em, đúng không? Cái này nó thể hiện qua đây là phần trăm thôi, tại vì ta lấy tần số ta chia cho tổng số các sinh viên. Như vậy là 21% này 13%. Đấy. Còn ở cái cột thứ tư là cái cột giá trị nhân với cột thứ ba là xác suất, ta sẽ được cột thứ tư. Đấy. Cột thứ tư. Và ta lấy tổng, cái hàng cuối cùng là hàng tổng đó các em, ta lấy tổng của cái cột này ta sẽ ra là sum của nó lại, ta sum lại thì ta thấy là bằng 6.4. Đây chính là kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên x. Hay ở cái ví dụ này các em thấy là expectation thì nó lại không thể hiện, mà nó lại thể hiện cái tính chất mean, kỳ vọng. Bây giờ các em đọc kỳ vọng của cái này bằng 6.4 thì nghe nó có vẻ nó hơi tối nghĩa, nhưng các em dùng mean, đây trung bình, điểm số trung bình của lớp này là 6.4 điểm. Nó khác với cái trò chơi, đúng không các em? Trò chơi á, thì các em lại là expectation, là mong đợi về lâu về dài ta được cái gì đó. Còn cái này là giá trị trung bình điểm của một lớp. Đấy, vậy là nó có hai cái nghĩa. Mới đầu ta tưởng chừng như hai cái này nó không nhầm
nhằm nhò gì với nhau cả, nhưng mà rõ ràng là hai cái thí dụ này ta thấy là hai cái nghĩa nó đều thể hiện đúng đúng không? Đấy. Và đây chính là cái kỳ vọng đây các em, hoặc là giá trị trung bình điểm đây. Còn va là phương sai đấy, phương sai thì bằng giá trị cũng nhân với xác suất luôn, nhưng mà giá trị đây các em nhớ là bình phương của xi trừ cho cái x gạch chính là cái 6.4 này. Những cái này thầy hy vọng các em thể hiện bằng Excel rất là dễ. Và ta zoom lại thì ở đây ra 4.7, đây chính là phương xa. Và ta có thể lấy căn bậc 2 của 4.7 khoảng là 2 chấm mấy đấy, đúng không? Thì chính là độ lệch tiêu chuẩn, tức là điểm trung bình của lớp này là 6.4, nhưng ta cộng cái độ lệch tiêu chuẩn là 2 chấm mấy lấy căn bậc 2 ở đây này, thì ta sẽ ra là cái giống như là cái maximum. Bên kia là ta lấy 6.4 ta trừ cho căn bậc 2 của 4.7 thì ta sẽ là minimum. Đấy, cái dạng là như vậy. Cái dạng là min với cái max là nó chứa hầu hết là cái giá trị điểm số của cái lớp này rồi. Nó có thể tòi ra một vài cái số liệu mà nằm ngoài cái max với cái min này. À, nhưng mà cái đó là rất là ít, đúng không? Rồi từ từ ta sẽ có những cái thí dụ minh họa nữa. Và trên này thầy thể hiện bằng Excel đây này các em. Excel đây, cái điểm số của nó đây. Điểm số 10 11 điểm, 0 là 0. 1 đây là cái điểm, này là cái điểm số thể hiện bằng cái cột P đó các em. Cột P đó, cột mà xác suất đó. À. Còn ở đây cái biểu đồ thứ hai chính là FX là gì? Các em nhớ không? FX là gì? Hàm phân phối là cộng tất tần tật những cái giá trị xác suất trước nó, đúng không? Và ta cứ cộng dồn thôi. Đây, ở tại cái điểm 0 thì không có nào cộng mình không, tại cái điểm 1 thì có cái xác suất là có cái fx cộng lại là 0.02 đây, đây nghe, ở ngay cái điểm này xác suất đây. Tại cái điểm 2 ta cộng lại thì xác suất của nó là 0.06 vân vân. Ta cộng dồn đến cuối cùng ở đây là 1 này các em. Tại vì cộng tất tần tật lại thì nó giống như số này rồi. Cộng tất tần tật xác suất lại thì phải bằng 1 là đúng rồi. Nhưng mà đến cái số 10 ta cộng hết lại thì nó bằng số 1 này. Đúng không? Và các em thấy nè, cộng dồn đến đây là 0.45. Vẫn chưa vượt qua được 1/2, tức là 0.5. Nhưng ta sang đến số 7 cộng lên một phát nữa thì nó ra là 0.66. Và như vậy là nó vượt qua 1/2 rồi. Vượt qua 1/2 thì chính số 7 là median. Ta cứ cộng dồn đúng không? Cộng dồn lại mà ta thấy cái số nào mà nó chưa vượt qua 1/2 thì ta cứ cộng tiếp. Mà đã vượt qua được rồi thì chính cái số mà vừa vượt qua chính là cái median của nó. Như vậy đây chính là số trung vị. Và ở đây nó bị lệch sang bên phải, phải không các em? Lệch sang bên phải. Số trung vị nó nằm ở số 7. Đáng lý nó phải nằm ở số mấy? Số 5 hoặc số 6 nữa, đúng hơn. Nhưng mà cái ở đây là cái điểm, như vậy điểm nó lệch sang bên phải nhiều. Như vậy là nhìn vào cái bản đồ này người ta nói lên được cái gì nào? Tức là học sinh khá nhiều hơn. Học sinh khá tức là nó lệch về phía cái số điểm to nhiều hơn là cái số điểm ít. Số điểm ít thì nó lại thấp, số điểm ít thì cái xác suất nó lại ít, nó nhỏ. Sang bên này là xác suất nó lên cao, có nghĩa là nhìn vào biểu đồ này các em thấy là lớp này là lớp học khá, trung bình khá trở lên, và các điểm khá nó có xác suất cao hơn. Đấy, đây từ 7 8 9 10 là nó lên cao hơn. Còn ở dưới này nó lại thấp. Còn cái FX đây chính là cái biểu đồ mà thầy đã nói là hình thang đấy, nhưng mà Excel thì nó không có thể hiện bằng cái hình thang được. Đấy, một số các phần mềm nó thể hiện bằng hình thang, còn đây là xác suất nó thể hiện bằng cái đường đi lên, và cái hàm này là hàm luôn luôn tăng, mà luôn luôn là cuối cùng là bằng 1. Đây, 1 đây. Đấy, là cái hàm FX đó các em ạ. Thì bằng Excel mấy em sẽ thể hiện đầy đủ cái tính chất này, đầy đủ được cái tính chất mà thầy display ở trên màn hình nhé.
Bây giờ ta sang đến các biến ngẫu nhiên phổ dụng nhất trong bài học này. Thực ra mà nói thì nó có rất nhiều biến ngẫu nhiên các em ạ. Nhưng mà để học hết, để lôi tất tần tật vào trong cái bài xác suất thống kê thì ta không đủ thời lượng, cũng như là chương trình thì cũng không buộc ta phải học hết cái này. Ta chỉ học những cái gì đặc trưng và cái gì mang cái tính chất suy luận nhiều cho giới học đường nhiều hơn. Còn những cái phân phối khác á, thì nó chỉ có giá trị về mặt chuyên môn, về professional nào đó, về kinh tế, về bên thực nghiệm, các số đo đạc trên các số thực nghiệm, thí nghiệm, máy móc, thiết bị, độ tin cậy đấy. Mà cái đó là nó còn nhiều thứ. Thì đây thầy giới thiệu qua thôi về 17 cái phân phối thông dụng trong kỹ thuật cũng như trong kinh tế thường sử dụng mà ta xét một phần của chúng tôi đây. Và đồ thị hàm mật độ của chúng có thể tóm tắt như là bản sau. Ở đây thầy nhấn mạnh lại là không có học hết đâu nhé các em, thầy chỉ nói qua thôi, và khi đụng đến một vài xác suất nào đó thầy sẽ nhấn mạnh hơn. Thì cái xác suất đầu tiên mà sách vở nào cũng thường đề cập, và đây nó cũng chính là một cái biểu tượng, một cái icon về bài môn học xác suất thống kê, normal. Đây là phân phối chuẩn các em ạ, một phân phối không thể nào quên được trong lý thuyết xác suất thống kê chuẩn. Cho nên ta để cái này lên đầu tiên, normal. Phân phối thứ hai là phân phối triangular, phân phối tam giác các em ạ. Và thầy nhấn mạnh lại nhé, trên cái màn hình này các em thấy là một cái nó dày đặc, nó đen như vậy này, cái này cũng đen, nhưng mà cái này là sọc, cái này đen. Thì đen chính là gì các em, ai đoán được nào? Đen chính là liên tục. Cái này là chính là gì? Rời rạc. Đấy. Thì cái nào mà liên tục thì các em sẽ thấy là nó thể hiện bằng cái màu đen nhá. Vậy normal là liên tục, triangular là liên tục, tức là tam giác đấy em, phân phối tam giác. Bottom. Một số thì mang cái tên gọi của những nhà toán học phát hiện ra cái này luôn nhé. Còn một số thì nó mang cái tính chất là đặc trưng của cái phân phối đó thì ta đặt luôn. Ví dụ như là normal là chuẩn, normal là chuẩn. Chuẩn có nghĩa là cái gì? Chuẩn theo cái nghĩa là gì? Cái gì cũng đưa về cái đó để làm compare, để làm so sánh, để làm cái gì cũng phải đưa về đó. Chuẩn là như vậy đó, phải không? Bottom, thầy nhắc lại, bottom là phân phối rời rạc. Phân phối này là phân phối xác suất hiếm. Cái nào mà hiếm thì ta sẽ nghĩ về bottom. Binomial là phân phối nhị thức. Bi các em biết ở hóa học thường là bi hả? Bi ở đây mình đọc là binomial nhá. Phân phối nữa thứ tư là log normal, tức là chuẩn log nhé, normal chuẩn log. Một phân phối liên tục uniform, phân phối đều. Và một cái phân phối này gọi là phân phối mũ các em ạ, phân phối mũ exponential. Và một cái phân phối nữa gọi là phân phối hình học, phân phối geometric, phân phối hình học. Phân phối Warburg, phân phối beta và phân phối hypergeometric là phân phối siêu hình học. Từ từ ta sẽ học nhé. Bên này thầy giới thiệu qua thôi. Phân phối custom, phân phối cho các hệ thống về khách hàng. Đấy. Ta sẽ học cái này nè, normal nè, triangle nè, bottom nè, binomial nè, uniform nè,
và phân phối mẫu exponent, phân phối beta webull thì nó ta không học, hypergeometric ta sẽ học. Đấy, thêm nữa nào, phân phối gamma thầy sẽ giới thiệu mà không học nhé. Phân phối logistic, logistic là phân phối về các phân phối về hậu cần, những cái mà về dịch vụ hậu cần logistic ta cũng không có thời giờ học các em ạ. Pareto, phân phối Pareto, phân phối extreme value, và phân phối này là phân phối negative, negative binomial có nghĩa là phân phối nhị thức âm. Cái này ta sẽ học này, cái này ta sẽ học. Rồi giờ trước khi mà đi vào từng phân phối đó thì thầy đã giới thiệu như vậy nhá, và như thầy nhấn mạnh lại là không có đủ thời giờ để học hết các phân phối. Ta sẽ nhấn mạnh những cái phân phối mà thông dụng nhất, thông dụng nhất. Và thông dụng nhất của ta chính là gì? Là những cái phân phối mà ở trong chương trình các em phải học để mà thi đấy. Đó. Còn những cái ứng dụng, các phân phối ứng dụng thì em nào có thời giờ và có tính chất muốn nghiên cứu thì tìm những cái tài liệu chuyên ngành về cái này. Nhưng mà thầy nói lại là phải khá về toán một tí. Đấy. Tại vì nó sẽ đụng đến vấn đề toán học cũng rất là cao đấy. Yeah. Ở đây mình học ở đây là đối tượng như thầy đã nói là business và technology ở một cái tầm gọi như là phổ dụng thôi, phổ thông ở ngoài. Yeah. Còn những cái chuyên sâu thì không phải là cái bài học của chúng ta ở đây. Bây giờ ta đi tiếp tục nào. Bây giờ thầy sẽ đi vào cụ thể một vài các phân phối. Đầu tiên là các phân phối về rời rạc. Đầu tiên là phân phối đều và rời rạc các em ạ. Các em thấy là đều nó có hai cái đều, một cái đều rời rạc và một cái đều liên tục. Thì đầu tiên ở đây thầy muốn nói về rời rạc trước cái đó nha. Tất cả ở đây là về rời rạc này. Đều rời rạc trên một cái tập. Tập như vậy. Tập X gồm các N phần tử đây, N phần tử rời rạc hoàn toàn. Và ký hiệu X là decrease là XEN, tức là N là cái size của nó, hoặc là cái số XE, N là cái số XE trên cái tập như vậy. Và biến ngẫu nhiên X gọi là phân phối đều rời rạc nếu cái này, nếu ta có xác suất của từng cái xi là bằng một trên n. Thì cái này các em sẽ thấy nó giống như cái gì đấy các em, giống như là cái cục xúc xắc, mà các em tưởng tượng cái cục xúc xắc này nó có n mặt chứ không phải là 6 mặt như bình thường, như mình n mặt. Và trên cái cục xúc xắc các em biết là gì, phân phối là 1/6. Thì giờ n mặt ở đây thì các em cũng phân phối chính là xác suất của nó là 1/n, đúng không? Nên đây là chẳng qua là sự mở rộng của cái cục xúc xắc, thay vì 6 mặt thì thành n mặt. Và dễ thấy ngay, em có thể về tính toán và có thể đọc chứng minh, hoặc cũng chẳng cần phải đọc, tại vì mấy cái chứng minh này rất đơn giản, các em sẽ tìm được kỳ vọng của nó chính là giá trị trung bình đó các em. Thì cái biểu thức này giống như là biểu thức em đã biết này. Bình phương đây nè, đây là nó gọi là bình quân gia quyền, đúng không? Cộng lại tất tần tật rồi mình chia cho n nè. Đấy. Còn cái này là variance của nó, variance là phương sai. Phương sai này thể hiện qua cái định lý đó các em, tức là trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình. Đây là trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình. Để nó ra cái công thức như vậy. Công thức này là ta cũng đã gặp ở đâu đó, đúng không? Ở trong cuộc đời mình cũng đã gặp hai công thức này thường. Và đặc biệt là nếu x1 bằng 1, x2 bằng 2, xn bằng n thì hai công thức này được thể hiện qua như vậy đó các em.
ax của nó bằng n cộng 1 chia 2 và 3x của nó là n bình cộng trừ 1 chia 2. Tức là ta thế vào đây thôi, được không? Ta thế vào đây x1 bằng 1 đấy, x2 bằng 2 và xn bằng n thì ta được hai công thức này. Hôm nay là thầy đã trình bày với các em những cái ví dụ mà ta đi vào một vài các giới thiệu qua một vài các biến ngẫu nhiên thông dụng mà ta sắp học. Kỳ học tới thầy sẽ cho các em biết thế nào là các biến ngẫu nhiên rời rạc cụ thể và các biến ngẫu nhiên liên tục. Thời hạn thì hiện nay đã hết, thầy mong các em ôn bài để kỳ sau chúng ta học những bài sau chân hơn để khỏi phải ôn lại nhiều những cái kiến thức trước đó nha. Như vậy thầy xin chào các em, hẹn các em vào buổi học.